Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Nguyên rốn độc đáo. Nguyên rốn độc đáo được chế tác từ vàng trắng 10K sáng bóng, bền đẹp. Sản phẩm kết hợp vàng cùng đá CZ tạo nên độ lấp lánh và ấn tượng. Sử dụng nguyên rốn bằng vàng giúp giảm thiểu dị ứng với kim loại, giúp bạn luôn tự tin, khoe cá tính, phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung, năng động của các cô nàng hiện đại. Nguyên rốn độc đáo chế tác tinh xảo, giá cả hợp lý, bảo hành uy tín, có thể đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.